Trong tinh thần tri ân và tưởng nhớ đến vị Tổng thống tiên khởi đã sáng lập nền đệ nhất Cộng hòa Việt Nam, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị đến tham dự lễ tưởng niệm cố Tổng thống Ngô Đình Diệm cùng các chiến sĩ và đồng bào đã bị quốc vong thân vào ngày Chủ nhật 28 tháng 10 năm 2018 tại trụ sở Cộng đồng Người Việt Quốc gia Dallas. Giờ tiếp tân từ 1 giờ trưa đến 2 giờ trưa, khai mạc đúng 2 giờ trưa. Mọi chi tiết xin liên lạc 817-992-6459 hoặc 682-521-3727. Trân trọng kính mời!